Với các anh chị cần tìm cho mình những cây mộc hương để về chăn nuôi Thì hôm nay em Trung Kiên giới thiệu cho các anh chị một lô khoảng độ tầm 2.000 cây Những cây mộc hương rất là ống đẹp anh chị nhé Cây này thì nhà em làm 2 năm rồi Và hiện thời thân của cây gần như là ngón út của em Và đều thoát thân từ 50cm cho đến 80cm nhé Chiều cao của cây từ 1m2 cho đến 1 m rưỡi. Cây rất là ống đẹp anh chị ạ Tổng số lượng cây ở đây em có khoảng độ tầm 2.000 cây Lần này thì em Trung Kiên sẽ bán cho các anh chị cả lẻ tức là bán từ 10 cây trở lên bắt đầu nhà em sẽ ship cho mọi người nhá cây rất là ống đẹp luôn và đặc biệt là với những cây này năm nay thì giá em Trung Kiên sẽ để cho các anh chị giá cực kỳ tốt giá cả thì sẽ phụ thuộc vào số lượng cây của các anh chị chọn nhá vì vậy nên là các anh chị cứ inbox e cho em Trung Kiên những cây này nhà em thì đều rất là ống và đẹp mộc này là mộc hương ta của Văn Giang Hương Yên Đảm bảo 100% là một hương ta anh chị nhé à, Anh chị có thể ấn nút gọi ở trên phần thông tin là inbox trực tiếp cho em qua lô ra ở trong phần thông tin nhé Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem video của em Trung Kiên Em Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người